mình. Em đang cố gắng kìm nén mọi thứ lúc này. Anh với cô ấy, anh nói yêu cô ấy rất nhiều. Anh tệ lắm, anh biết không? Vì em đã từng được nghe câu nói đó với chính em, và hứa chỉ nói với mỗi em. Em không thể tin, tin là anh đổi thay. Em đã hy sinh, dành mọi thứ đẹp nhất về anh, bỏ ngoài tai những lời nói, những câu chuyện cũ về anh. Nhưng hôm nay em đã thấy trước mắt em là gì đây. Tôi cho cô gái đó lại một lần yêu anh. Tôi cho cô gái đó lại một lần như em. Tôi cho cô gái đó sắp hạnh phúc biết bao, và rồi lại đau đớn như em ngay lúc này. Và bao cô gái nữa là anh kết thúc đây. Và bao nhiêu trái tim sẽ đau đớn vì anh. Thấy thương, thương cho anh lúc này, thương cho cảm giác cuộc sống của anh. Không biết thế nào là yêu.